Hey, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh máy xúc cần cổ xe ben của mình nhé. Rất là vui hôm nay lại được giới thiệu với tất cả các anh chị máy xúc công trình trên toàn quốc một siêu phẩm của Kubota KH90, một dòng máy cực kỳ nhanh nhạy và hiệu quả. Quan trọng nhất là cái giá của nó anh em ạ. Chất lượng thì khỏi phải bàn rồi, bây giờ chỉ bàn về giá thôi. Trước mắt chúng ta thì Kubota KH90 đang xử lý những đường đi nước bước và quay toa của mình khá là chuyên nghiệp anh em nhé. Mọi người có nhu cầu mua máy thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại có giá ưng ý nhất cho anh em, mua về chỉ có đổ dầu và chạy thôi, chả phải cần làm gì nữa mọi người ạ. Cọc tiếp các thứ đầy đủ luôn, nếu anh em mua bán luôn phòng. Giá thì rất công khai, chỉ 90 triệu, rất rẻ, 3 bữa ăn sáng của đại gia thôi mọi người ạ. Đúng được rồi, tôi giữ cái giá này, giá này rất là cực kỳ hợp lý này mọi người. Mua này thì một đổi dòng cũng chạy thôi chứ không cần phải làm bất cứ một cái gì cả. Máy móc thì ok, con anh cành đào di chuyển các thứ đầy đủ. Mọi người gọi điện trực tiếp nhé, đừng có nhắn tin ở phần comment, mình không thể đọc được đâu, mình không có thời gian để đọc nên là anh em hết sức thông cảm cho kênh sức của sẽ bên. Mọi người có xem video thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh. Và kênh của mình thì ngày đăng 3 đến 4 cái video, rất là nhiều cái dòng siêu phẩm và máy khá là rẻ, vừa túi tiền với tất cả anh chị em máy công trình cho cả nước. Những dòng này thì chúng ta có thể là về đào mương khu sảnh hoặc sức vật liệu rất là ok. Anh em là khu vực Tây Nguyên thì dòng này mà về đào hố cà phê là kiếm ăn lắm này. Còn Kubota này thì máy Nhật nhập 100%, rất là ngon lành cành đào mọi người. Bây giờ thì video cũng xin kết thúc đây. Mọi người xem video của mình thì cho mình một like, một xem, chia sẻ và đăng ký kênh. Rất là vui được phục vụ tất cả quý chị và con cô bác máy công trình trên cả nước. Nhớ là đăng ký kênh để tiện theo dõi những video nhiều siêu phẩm máy móc giá rẻ của kênh máy xúc cần cổ CPN nhé. Bye bye.